tắm thì rửa. Củ cải ăn gì vậy? Củ cải ăn gì vậy? Ăn dưa hấu. Hả? Ăn gì vậy? Ăn dưa hấu. Ông ngoại kem nữa cả nhà. Ngoại kem bữa nay em. Còn chị Mẫn nữa, đi kiếm chị Mẫn rồi, chị Mẫn thì chốt ngủ rồi. Đi kiếm chị Mẫn vô đây coi. Kem nè, bữa nay nhà. Nhà cúng cúng rước ông bà nè cả nhà đó. À, cà ri, hủ tiếu xào, dưa hấu đỏ. Cái này gì á, canh hả? Canh hả lệ? Cụ lao chai. Chả giò chiên. Cả nhà ơi, ăn Tết nha cả nhà. Xin mời mọi người ăn Tết nha. Chúc mừng năm mới nha. Xuân Mỹ ăn đơn giản vậy đó cả nhà. Cúng đồ chai đơn giản vậy đó. Xuân đã về đây em có nghe chăng? Xuân đẹp làm sao xuân khắp nơi nơi. Mẹ đang hương nguyện một phút lành, cha đang vẽ lại đôi liên hồng. Chị và em